Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Dương Đình Trí thành ngân, hạnh phúc trong đám cưới thế kỷ sau 6 năm chung sống. Đám cưới của Dương Đình Trí và bà xã Thanh Ngân đã được cử hành tại thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt. Chuyện tình vượt qua bao khó khăn và thử thách của Dương Đình Trí và Thanh Ngân khiến không ít người ngưỡng mộ. Sau 6 năm gắn bó mặn nồng, cặp đôi đã tổ chức một đám cưới hoành tráng tại thành phố Hồ Chí Minh. Dương Đình Trí đã bày tỏ anh muốn được cảm thấy Thanh Ngân trong bộ váy cưới và tin rằng trong suốt 6 năm qua, cặp đôi đôi lúc nhắm mắt tưởng chừng đã nắm tay chồng bước lên hôn trường. Mở đầu đám cưới, Dương Đình Trí trình diễn một bài hát đặc biệt dành cho bà xã và quan khách. Giữa không gian lộng lẫy, Dương Đình Trí và Thanh Ngân hạnh phúc trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trong sự chúc phúc của quan khách. Đến dự đám cưới của Dương Đình Trí và Thanh Ngân có đông đảo các nghệ sĩ trong giới cải lương và giới showbiz. Dàn khách mời ai cũng diện trang phục lộng lẫy tới chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi vàng showbiz. Bộ đôi được yêu mến một thời sân khấu ca nhạc hát chung, sau 5 năm xa cách, Dương Đình Trí đầu tư hẳn live show hoành tráng để chào đón Thanh Ngân trở về. Thanh Ngân là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng trong suốt thời gian qua, cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng vẻ ngoài tươi trẻ, giọng hát ấm áp. Dương Đình Trí vào nghề khá muộn, sau khoảng thời gian đi du học và tốt nghiệp hai ngành đại học tại Úc, anh về nước theo đuổi nghề hát với dòng nhạc bolero và dân ca quê hương. Dương Đình Trí còn thành công với bản hit Miền Tây Quê Tôi và thành lập chương trình nghệ thuật Bước Chân Hai Thế Hệ suốt 10 năm qua. Anh vừa là nhà sản xuất, đạo diễn và ca sĩ chính trong chương trình này. Theo đó, những ca khúc song ca của Thanh Ngân, Dương Đình Trí được đông công chúng đón nhận mạnh mẽ. Có thể kể đến như Gõ Cửa Trái Tim, Đình Ước Cô Dâu Miền Tây, Chuyện Tình Mỹ Lan, Không Giờ Rồi, Sông Quê. Chính sự kết hợp tình cảm nồng nàn trên sân khấu khiến bộ đôi bị đồn có tình cảm thật ngoài đời. Trên mạng xã hội còn râm ran thông tin Dương Đình Trí sẽ cưới Thanh Ngân làm vợ. Những clip ghép đôi của giọng ca hút hàng triệu lượt view trên YouTube. Tuy nhiên, hai ca sĩ chưa một lần lên tiếng về chuyện này. Trong lần trở lại đây cùng Thanh Ngân, Dương Đình Trí đầu hẳn live show và thu hình do Trung tâm Bước Chân Hai Thế Hệ thực hiện. Anh cho biết vì những lý do riêng nên cả hai gián đoạn thời gian dài. Vì tôn trọng Thanh Ngân, anh giấu kín câu chuyện đằng sau khiến họ không hợp tác suốt 5 năm đằng đẵng. Đến nay, sự trở lại của cặp đôi càng làm khán giả hào hứng. Love Story chính là live show đầu tiên của cặp đôi trong thời làng nhạc. Và đây là chương trình mới toanh do Dương Đình Trí thực hiện. Đối với tôi, Thanh Ngân là một vị trí rất đặc biệt. Từ những cảm xúc rung cảm trên sân khấu đến những câu chuyện đời thường, chúng tôi thấu hiểu nhau. Việc đứt gánh giữa đường suốt 5 năm qua, không ai là mong muốn, nhưng duyên số cả hai đành chấp nhận lần trở lại lần này. Biết đâu được là cái kết duyên số kết nối giữa tôi và Thanh Ngân để tiến đến một điều tốt đẹp như khán giả mong đợi, Dương Đình Trí cho biết. Ngoài ra Dương Đình Trí và Thanh Ngân thì chương trình cũng có sự xuất hiện đặc biệt của nghệ sĩ ưu tú Trương Quốc Thái, diễn viên Thanh Trúc, Hình Đông, ca sĩ Nam Cường, Dương Hiếu Nghĩa, Phan Ngọc Luân, Anh Tài, cùng sự góp mặt đặc biệt của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy. Ca sĩ Dương Đình Trí, con trai của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, cô đào hát cải lương nổi danh của đất Sài Gòn từ xưa đến nay, thế nên ngôi nhà đẹp của anh quy tụ ba thế hệ của cha mẹ, con cháu và ở sum vầy hạnh phúc. Đến thăm ngôi nhà thế hệ của ca sĩ Dương Đình Trí tại quận 7, khách kẻ thăm dễ dàng nhận được không gian sang trọng ấm áp và đầy màu sắc của ngôi nhà. Ngôi nhà có hòn non bộ với vách nước chảy róc rách hai bên hiên nhà, lối đi vào cửa chính có thảm cỏ xanh mướt cùng với bóng mát được tỏa ra từ dàn hoa giấy rực rỡ. Hai mặt của ngôi nhà được làm bằng kính suốt, giúp cho quý khách có thể ở trong ngôi nhà ngắm mắt vườn cây hoa xinh xắn, rất bình yên và dễ chịu. Phong cách sang trọng, rộng rãi với bộ sofa trắng, nhiều vật trí mang tính phong thủy được gia đình Dương Đình Trí bày biện quanh bộ salon.
Nổi bật nhất trên vách tường là bức tranh màu vàng, rất ấn tượng, sắc màu vàng, bức tranh hài hòa với một bình phong lan tím to đặt ở nơi góc nhà. Căn phòng rộng thoáng, được chia ra làm hai phòng nhỏ, một để làm phòng chứa đồ, bàn trang điểm, phòng tắm, một là giường ngủ, bàn làm việc và tủ kệ trang trí. Sơn đình trí sử dụng thêm dán giấy hoa tường, do góc bàn làm việc thêm sinh động và khác biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.